tên lửa Spider có thêm hợp đồng lớn tại Đông Nam Á. Sau một số điều tiếng gần đây, tổ hợp tên lửa phòng không di động tầm ngắn Spider SR do tập đoàn Rafael của Israel sản xuất lại tiếp tục được đặt mua. Trong tuần qua, hãng thông tấn Sputnik của Nga dẫn nguồn tin giấu tên của mình đã cho biết rằng hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Spider SR của sản phẩm tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rafael của Israel đã có màn thể hiện rất thất vọng tại Đông Nam Á. Cụ thể, khi đối diện khí hậu nóng ẩm thì các vi mạch của radar dẫn bắn cũng như tên lửa đánh chặn trang bị cho tổ hợp Spider SR đã gặp trục trặc, khiến cho xác suất trúng đích rất thấp. Đồng thời, việc kết nối giữa Spider SR với các hệ thống phòng không có nguồn gốc khác cũng rất khó khăn. Sau khi bài báo trên xuất hiện, đã có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề này. Một trong số đó có thể là Nga đang tung hỏa mù nhằm tạo dư luận để tìm cơ hội xuất khẩu cho các hệ thống tên lửa phòng không của mình. Có một vấn đề cần lưu ý, đó là nếu thực sự các linh kiện của tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn Spider SR không hoạt động tin cậy tại môi trường khí hậu nóng ẩm, thì tại sao quân đội Singapore lại chẳng có lời phàn nàn nào về nó sau một thời gian dài sử dụng? Ngoài ra, một quốc gia nhiệt đới khác là Ấn Độ cũng đặt niềm tin rất lớn vào phiên bản tầm trung Spider MR, thậm chí họ còn lên kế hoạch mua sắm tiếp để trang bị cho các đơn vị phòng không bảo vệ địa bàn trọng yếu. Mới đây nhất, một diễn biến cực kỳ bất ngờ lại xảy đến, cho thấy các nhận định của báo chí Nga về việc hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn tối tân này sẽ bị tẩy chay tại Đông Nam Á là thiếu thuyết phục. Theo Max Defense Philippines, quân đội quốc gia Đông Nam Á này đã quyết định chi khoản ngân sách trị giá là 7 tỷ PHP, tương đương 130 triệu đô la Mỹ, để đặt mua 3 tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn Spider SR. Dự kiến sẽ có 4 xe mang phóng tự hành trang bị cho mỗi tổ hợp. Spider SR được Philippines lựa chọn sau quá trình so sánh, đánh giá trước các đối thủ bao gồm Buk M2E của Nga, KM SAM do Hàn Quốc sản xuất và ứng viên nặng ký nhất là Iris TSLM của Đức. Việc quân đội Philippines đặt niềm tin vào tên lửa phòng không Israel được giải thích do Buk M2E khó tích hợp cơ sở hạ tầng sẵn có, KM SAM thì kém xa Spider, còn Iris TSLM mặc dù tính năng vượt trội nhưng giá quá đắt. Như vậy, với diễn biến mới, có thể tạm kết luận rằng những thông tin mà các hãng thông tấn Nga đưa ra là chưa đủ cơ sở, và Spider SR vẫn tiếp tục thắng thầu của tên lửa phòng không Nga. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.